của Làn Sóng Xanh thưa quý vị. Quý vị thân mến, và bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng nhau hướng mắt về màn hình để đến với hạng mục nữ ca sĩ của năm. Xin mời. Thưởng nữ ca sĩ của năm với 46,3% số phiếu của hội đồng bình chọn, chiến thắng thuộc về Amy. Đã được vinh danh bởi thế hệ các anh chị đi trước dành cho giải thưởng này. Minh Xuân tin đây là một sự tự hào rất lớn dành cho Amy. Một tràng pháo tay lớn sẽ được chúc mừng cho Amy. Amy ơi, nói gì đi nào? Chết rồi, thế này thì chết rồi. Amy đang nghẹn ngào, không thể nói được nên lời nữa ạ, thật sự. Một lần nữa, Amy xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng như là hội đồng ban giám khảo đã dành tặng cho Amy giải thưởng này, bởi vì là đây chính là niềm tự hào trên con đường sự nghiệp của Amy. Và Amy xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả dưới đã cũng như là đã ủng hộ cũng như là yêu thương Amy thật nhiều. Amy xin chân thành cảm ơn ekip của Amy. Các anh lên đây được không ạ? Em đang không thể nào mà em nói được một mình rồi anh ơi. Ok, và Amy xin chân thành cảm ơn tất cả các khán giả đã yêu thương Amy và ủng hộ Amy. Và Amy xin hứa rằng là Amy sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa để thêm một tràng pháo tay nữa chào Amy, được yêu thương của mọi người dành cho Amy. Cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay xin được chúc mừng cho nữ ca sĩ của năm Amy. Chắc là sẽ là những cái ôm đến từ những thế hệ dành cho nhau chứ đúng không ạ? Vô cùng hạnh phúc và tuyệt đẹp trên sân khấu của Làn Sóng Xanh thưa quý vị. Lần nữa xin được chúc mừng nữ ca sĩ của năm Amy. Quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây, tất cả chúng ta sẽ vô cùng hồn chờ đợi xem năm đề cử tiếp theo của hạng mục nam ca sĩ của năm. Xin mời ca sĩ Eric, ca sĩ Hoài Lâm, ca sĩ BINZ ƠI, ca sĩ Chiếc, ca sĩ Sơn Tùng MTV. Và đó chính là top 5 năm ca sĩ của năm. Xin mời năm ca sĩ Đàm Vinh Hưng sẽ công bố. Yeah, trong thế tôi là giải thưởng cuối cùng, con giải thưởng quan trọng nhất. Chắc là các ca sĩ trẻ cũng sẽ biết điều là để có được cái vị trí này và được sự lựa chọn này là phải phấn đấu và phải vượt qua rất nhiều những áp lực từ các đồng nghiệp cũng như là giới chuyên môn, thậm chí là áp lực nó đến rất nhiều phía khác nhau nữa để có thể chiếm lĩnh được cái đề cử này. Và tôi xin được chúc mừng giải thưởng Làn Sóng Xanh 2020 dành cho nam ca sĩ của năm với 47 số phiếu của hội đồng bình chọn. Chiến thắng thuộc về một cái người tôi đã dự đoán rất nhanh trong đầu, thực sự là chính xác. BINZ ƠI. Yeah.
và thấy rất là nhiều các anh chị em khác đã ở trên, và mình lúc đó mình cũng mong ước là mình có, không biết có khi nào mình được đứng trên nó, mình chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó hết. Nhưng mà hôm nay cái điều ước của mình nó thành, cái điều mà mình không nghĩ là mình ước nó thành lời hiện thực. Mà wow, BINZ ƠI muốn cảm ơn tất cả mọi người trong ban tổ chức của Làn Sóng Xanh, tất cả các cô chú anh chị em trong hội đồng nghệ thuật đã chọn BINZ ƠI cho cái giải thưởng rất là giá trị và điều này rất ý nghĩa đối với mình. Và hơn nữa cảm ơn tất cả những người đã luôn theo dõi và nghe nhạc của mình. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Một lần nữa xin được chúc mừng cho BINZ ƠI ngày hôm nay là một đại thắng của bạn, đúng không ạ? Xin được cảm ơn ca sĩ Đàm Vinh Hưng cùng với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngày hôm nay xuất hiện cùng với Làn Sóng Xanh 2020. Vỗ tay thật lớn cho tất cả chúng ta được không ạ? Thưa quý vị thân mến, và như thế là chúng ta đã cùng đi qua giải thưởng cuối cùng tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, Làn Sóng Xanh Music Awards 2020. Và một lần nữa xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người vì đã dành được thật nhiều những yêu thương dành cho Làn Sóng Xanh ngày hôm nay. Thưa quý vị, kính mong tất cả chúng ta sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, và đặc biệt đối với Làn Sóng Xanh, hãy dành tình yêu cho chương trình này, và đặc biệt là chúng ta sẽ kết nối nhiều hơn bằng âm nhạc tất cả quý vị nhé. Chúc mừng tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúng tôi, Minh Sự, Tùy Tăng cùng với ekip của Làn Sóng Xanh 2020 xin chào và